lên 16 16 cỡ luôn. Thì anh sẽ tăng cái gain ở trên tổng kia của nó. Rồi. Nó sẽ hợp lý hơn. Vâng, xin chào các bác. Hôm nay bọn em có đi nâng cấp cho cái hệ thống âm thanh ở chùa Chuông, thành phố Hưng Yên. Khung cảnh rất là đẹp. Hôm nay thì bên em đến để nâng cấp thêm hai bộ micro cho chùa Chuông. Em ăn cơm chuối không hay ra ngoài? Dạ chắc là tí có khi bọn em xin phép và đi ạ. Anh Phúc Giác đang test chất mic. Trong tiếng mic ở chùa thì anh có nói rằng là tất cả các Phật tử hay là mọi người xin học thì rất là khen cái tiếng mic ở đây rất là đẹp, tiếng nghe rất là hay. Sư ông, sư thầy. Đây là giảng đường của chùa Chuông, tọa lạc tại thành phố Hưng Yên. Sau khi lắp thêm mic cho chùa Chuông thì ở đây có một anh dẫn đi sang bên một cái khu chùa khác ở gần đây, và sư thầy thì thích cái tiếng mic ở đây quá nên là rất mong muốn là
đợt tới này sẽ làm được một bộ âm thanh cũng như bên chùa chuông này. Đây là cái chùa chuông, chùa đàn, chùa cổ. Đây cũng chùa chuông ấy. Ừ, nhà anh ở trong cái làng này. Đấy, đổ xe đây. Công trình thì bên em có qua bên chùa chuông để lắp thêm bộ mic. Và bây giờ thì tiếp tục sang bên chùa Cổ Am, ở cách chùa chuông rất là nổi tiếng, cách chùa chuông 2 cây. Và đây thì sư thầy cũng có rất là thích cái tiếng mic ở bên chùa chuông, nên là có nhờ các Phật tử là qua đây để xem qua cái không gian và bày trí làm sao âm thanh hay như bên chùa chuông. Và đây là cổng chính của Cổ Am tự tại thành phố Hưng Yên. Đây, em sẽ đi và để cho các bác tham quan qua quang cảnh chùa rất là đẹp. Đây là ngài Di Lặc. Đây là chiếc chuông kim trung cháo. Đây là trống. Quang cảnh rất là thanh tịnh. Cảm giác cho con người khi mà đến vào những cái không gian Phật giáo như này ấy, cảm thấy cảm giác nó rất là thanh tịnh, gạt bỏ đi những cái xô bồ trong cuộc sống. Ở đây cũng là một giảng đường mở của Cổ Am tự. Gió mát, không gian rất là đẹp. Nam Mô A Di Đà Phật. Đi về cái chất của mic thì nghe nó đẹp, nhưng mà về cái sóng sạch thì nó cũng hơi kém. Một hai thấy gần hết sức luôn. Một hai ba bốn năm. Mixer mà đời mới hẳn đấy thì nó cũng có cái chế độ đấy, cũng có chế độ là cắt cái zip của mic này. Khi mà mình sử dụng nhiều mic hoặc là mình ôm vào đầu mic này hoặc hay ra cái tiếng xấu ví dụ đứng ôm kiểu này em có biết cái chỗ nào nó là cái vang không? Mà anh chỉnh cho đúng mấy cái lúc mà chưa kia là không anh, biết anh muốn nó có nhạc, nó có nhạc đấy. Ừ, giống như đây cho anh mượn cái đấy, mượn cái điện thoại. Bây giờ anh nghe chút tôi mới chuẩn bị chuẩn bị quá. Vừa cùng cảm thôi, bây giờ mình về.